Đấu phá thương khung phần 4 tập 41, Lạp Lan Yên Nhiên ra tay. Tiêu Viêm cười lạnh không nói, thanh sắc đấu khí vẫn như cũ lượn lờ tại bên ngoài thân thể, không có chút nào buông lỏng. Có điều mặc kệ người là ai, đều không nên đụng đến lũ nhân ta thích. Trên khuôn mặt nét cười chợt biến mất, Mộc Chiến sống to một tiếng. Đấu khí hùng hồn tự trong cơ thể bạo dũng phát ra, đấu khí bốc lên lúc này. Một bộ đấu khí áo xám có chút mơ hồ, dĩ nhiên từ từ xuất hiện ở bên ngoài thân thể của hắn. Nhìn Mộc Chiến đấu khí áo xám bên ngoài thân thể, Tiêu Viêm nhãn đồng hơi co lại, không nghĩ tới người này dĩ nhiên là có thể triệu hồi ra đấu khí áo giáp mà chỉ có đấu sư mới có thể sở hữu. Mặc dù hắn hiện tại áo giáp vẻn vẹn chỉ là có một khối nguyên mẫu đơn sơ, có điều lực phòng ngự lại vượt xa đấu khí xa y của đấu sư. Người này muốn chính thức động thủ, trong lòng thì thào một tiếng, Tiêu Viêm khuôn mặt từ từ ngưng trọng, tâm thần vận chuyển, thanh liên địa tâm hỏa từ trong khí toàn chuyển động, sau đó ở tại kinh mạch phi tốc xuyên qua, tùy thời chuẩn bị bộc phát ra năng lượng kinh khủng vốn có của nó. Mộc Chiến, ngươi đồ điên kia, dừng tay! Nhìn Mộc Chiến vẫn không chịu bỏ qua, Nhã Phi tức giận mặt xanh mét. Không để ý đến tiếng hét của Nhã Phi, Mộc Chiến bên ngoài thân thể đấu khí càng ngày càng đậm. Một cỗ khí thế mạnh mẽ từ trong cơ thể tràn lan ra ngoài, đem bên trong đại sảnh một ít người thực lực hơi yếu, áp bức đến nỗi là sắc mặt khẽ biến. Ta nói rồi, ai dám chạm đến ngươi, ta sẽ giết kẻ đó. Bàn chân hung hăng dậm mạnh xuống, từng đạo vết lướt giống như là mạng nhện lan rộng ra, Mộc Chiến thân thể hơi nghiêng tới trước. Sau đó hừ một tiếng, hóa thành lục sắc ảo ảnh hướng về Tiêu Viêm bắn mạnh tới. Dọc đường lơi đi qua, một đạo khe sâu chừng một thước, theo một đường thẳng tắp lan tràn đuổi theo. Cả đại sảnh ở giờ phút này biến thành một mảng hỗn độn. Cảm nhận được khí thế hung hãn trên thân thể của Mộc Chiến, Tiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng gạt Nhã Phi trước mặt lùi ra phía sau người. Trong tay áo bào thanh sắc hỏa diễm bắt đầu quỷ dị phun ra. Mộc Chiến tốc độ cực kỳ nhanh, trong chớp mắt đã xuất hiện ở ngay trước mặt của Tiêu Viêm không xa. Giơ cao quyền đầu, trên quyền đầu bất ngờ xuất hiện ra đầy lục sắc mộc thứ. Nhìn qua lực công kích của hắn vô cùng là bạo mạnh, thanh mộc thứ. Một tiếng gầm nhẹ đầy áp lực, lục sắc mộc thứ che kín quyền đầu của Mộc Chiến xen lẫn một cỗ kinh khí bén nhọn, hung hăng hướng về phía Tiêu Viêm đánh tới. Nhãn châu đen kịt, lạnh lùng nhìn chăm chú vào quyền đầu càng lúc càng gần. Luồng kinh phong áp bức khiến cho bản thân của Tiêu Viêm dính sát vào da thịt. Trong tay áo bào, thanh sắc hỏa diễm lúc này cũng giải phóng áp bức bốc lên tựa như là hoan hỉ. Năng lượng nóng chảy cấp tốc tăng cao. Ngay khi Tiêu Viêm sắp sử dụng thanh liên địa tâm hỏa phản kích, lúc này lông mày đột nhiên có điểm cảm ứng, hơi hơi cau lại, chợt nghiêng thân thể tới trước, đình chỉ hành động. Cùng thời khắc đó, một đạo thanh âm lạnh lùng tại trong đại sảnh vang lên. Mộc Chiến, dừng tay lại cho ta. Theo tiếng quát hạ xuống, một bóng dáng thân ảnh màu xanh nhạt như là tia chớp cảm tưởng như là tại khắp nơi ngóc ngách trong đại sảnh bắn đến. Một thân hình quỷ dị trôi tại giữa không trung đã là xuất hiện tại trước người Tiêu Viêm. Khóe mắt sư quang liếc Lạp Lan Yên Nhiên, thân pháp quỷ dị di động tại giữa không trung. Tiêu Viêm lông mày không tự chủ mấp máy, lữ nhân này trong 3 năm nay tiến bộ rất là nhiều. Thiên Phong Cương thoáng hiện tại trước người của Tiêu Viêm, Lạp Lan Yên Nhiên mặt lạnh lùng nhìn Mộc Chiến đang vẫn không có ý đình chỉ công kích. Cánh tay trắng như tuyết từ trong tay áo bào rộng thùng thình vươn ra, ngọc chỉ thon dài nhẹ nhàng phe phẩy. Năm tia Thiên Phong Cương hiển hiện trên đầu ngón tay giống như là năm ngón tay bén nhọn mang theo màu xanh nhàn nhạt. Ngũ đạo phong cương sắc bén điên cuồng xoay tròn, giống như là muốn đem không gian xé rách. Cương phong kinh khí hình xoắn ốc bạo xuất ra, chợt hung hăng bắn trên lục sắc mộc thứ bao phủ trên quyền đầu của Mộc Chiến. Ầm một tiếng, theo một đạo tiếng vang bùng nổ, Mộc Chiến trên quyền đầu từng đợt vụn vỡ bắn mạnh ra, trận gió mang theo kinh khí hung hãn, trực tiếp khiến cho Mộc Chiến bạo lùi lại mấy bước, mỗi một bước đặt chân lưu lại trên mặt đất dấu ấn thật sâu. Đến bước lùi lại cuối cùng, Mộc Chiến bả vai một trận run rẩy mãnh liệt. Một cỗ kinh khí vô hình từ trong cơ thể tràn ra, để lại một dấu vết thật sâu ở trên cây cột ở phía sau thân hắn. Liếm máu tươi trên nắm tay, không để ý đến điểm đau nhức ấy, Mộc Chiến kinh ngạc nói: "Lạp Lan Yên Nhiên, không nghĩ tới bất quá chỉ mới 2 năm không gặp mà thôi, ngươi dĩ nhiên là mạnh lên nhiều như vậy, xem ra Vân Vận tông chủ đối với ngươi dạy dỗ vô cùng là dụng tâm." Liếm máu tươi trên nắm tay, không để ý đến điểm đau nhức ấy, Mộc Chiến kinh ngạc nói: "Mộc Chiến, nơi này là Lạp Lan gia tộc, không phải là Mộc gia của nhà ngươi. Nham Kiêu tiên sinh là khách nhân của Lạp Lan gia tộc, không thể để cho ngươi làm cả như thế." Lạp Lan Yên Nhiên kiên quyết quát. Mộc Chiến đôi mắt híp lại, nắm tay siết chặt, ánh mắt tại trong đại sảnh quét qua, sau đó hướng về phía Lạp Lan Kiệt, Lạp Lan Túc hai người đang bước nhanh tới. Biết rằng mất cơ hội động thủ với Tiêu Viêm, hắn bất đắc dĩ đành phải buông tay. Cằm khẽ nâng, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm: "Hôm nay lẻ mặt Yên Nhiên sẽ không phế người, có điều ngày sau xin khuyên ngươi cách Nhã Phi xa một chút, nếu không..." Tiêu Viêm cười lạnh dần nói: "Tùy thời phụng bồi, ha ha." Trải qua lần đầu giao phong lúc trước, hắn biết Mộc Chiến cấp bậc so với bản thân cao hơn một ít. Có điều nếu là đem ra con át chủ bài vận dụng, ai thắng ai thua còn chưa biết. "Được, có nghĩa khí, không nghĩ tới mới vừa mới quay về đế đô,
đã gặp phải người có thể làm cho ta giải tỏa phiền muộn, ta rất hưng phấn. Hướng về phía Tiêu Viêm nhếch miệng cười, Mộc Chiến hàm răng trắng trợn, có chút uy nghiêm. Làm người giải tỏa phiền muộn cho ngươi, đúng là không biết tự lượng sức. Chưa xâm lên được người khác, ngươi lại chỉ sợ chân ngươi hỏng trước. Đối với cái loại thanh niên không chút che giấu khí chất cản trở ngang ngược, Tiêu Viêm vẫn không có chút cử chỉ mềm mại, bộ dáng gay gắt đáp lời, làm cho mọi người kinh ngạc không thôi. Được rồi, tốt lắm, các ngươi đều ít nói một chút. Hôm nay là Lạp Lan gia tộc hội tụ, không lên nhiễu loạn nhã hứng của mọi người. Nhìn hai người châm chọc lẫn nhau, Lạp Lan yên nhiên mày liễu cau lại, bất đắc dĩ quát lên. Tiêu Viêm nhún vai, ánh mắt từ trên người của Mộc Chiến rời đi hướng về phía nữ nhân xinh đẹp lưng quay về phía của mình, đôi mắt híp lại, ngón tay trong tay áo bảo nhẹ nhàng di động. Lúc trước Lạp Lan yên nhiên ra tay, Tiêu Viêm liền nhận thức được cái gọi là ếch ngồi đáy giếng. Nàng một kích liền có thể bức lui được Mộc Chiến cùng chính mình chiến đấu chẳng phân biệt cao thấp. Nữ nhân này trong 3 năm thực lực tiến bộ cực nhanh, tuy nói vừa rồi nàng thi triển dạng đấu kỹ có lẽ là cấp bậc không thấp, có điều nếu là không có thực lực hùng hậu duy trì, đấu kỹ cấp bậc cao tới đâu, ở trong chiến đấu cấp bậc khác biệt không xa cũng không có tác dụng lớn. Vân Lam Tông bồi dưỡng nàng thực sự là không phải thừa, lần này ba năm hứa hẹn không phải là trò chơi. Ánh mắt sừng ở trên thân thể mềm mại đường nét đẹp đẽ của Lạp Lan yên nhiên, Tiêu Viêm trong lòng lẩm bẩm rồi nói: dừng tay cho ta. Trong đại sảnh lúc này vô cùng hỗn loạn, Lạp Lan Kiệt chen qua đám người bước nhanh đi tới, sắc mặt khó coi quát đi đến bên cạnh Lạp Lan yên nhiên dừng lại. Lạp Lan Kiệt đầu tiên là quay đầu về phía Tiêu Viêm hỏi: Nhâm Kiêu tiểu hữu, người không sao chứ? Tiêu Viêm lắc đầu ra hiệu chính mình cũng không có gì đáng lo. Nhìn thấy Tiêu Viêm vô sự, Lạp Lan Kiệt lúc này mới thở phào một hơi, nếu là hắn xảy ra có chút chuyện gì như vậy chính mình chính là gặp tai nạn. Ánh mắt quét qua khuôn mặt bình tĩnh của Tiêu Viêm, Lạp Lan Kiệt trong lòng lại đối với hắn xem trọng thêm một bậc. Tuy nói chiến đấu bên này vẻn vẹn chỉ rằng co ngắn ngủi một hồi, nhưng với thực lực của Lạp Lan Kiệt, tự nhiên là lúc chiến đấu bộc phát ra một chốc là đã sớm biết được. Thế nhưng hắn lại là như vậy chậm chạp đi tới, rõ ràng là đang muốn âm thầm quan sát một chút thực lực thực chiến của Tiêu Viêm. Dù sao rất nhiều luyện dược sư có lẽ ta luyện dược thuật cực kỳ là tinh thông, nhưng mà tại phương diện chiến đấu nó không chừng lại là tồi tệ hồ đồ. Người như thế Lạp Lan Kiệt cũng không phải là chưa từng gặp qua. Tiểu gia hỏa này không nghĩ tới không chỉ là có luyện dược thuật thiên phú kiệt xuất như thế, ngay tại phương diện chiến đấu cũng không kém. Nhìn hắn ra tay sắc bén, rõ ràng cũng là người đã trải qua sát phạt chính thức. Trong lòng âm thầm than thở một tiếng, Lạp Lan Kiệt đem tầm mắt hướng về phía Mộc Chiến đối diện, mặt già trầm xuống rồi quát: Mộc Chiến, không nghĩ tới người hài lâm lịch lãm không chỉ không làm cho người mất đi tính kiêu ngạo, ngược lại làm cho người càng ngày càng càn rỡ. Đây là Lạp Lan gia, không phải Mộc gia của ngươi. Ở chỗ này cho dù là lão già Mộc Thần đi tới cũng không dám chẳng lẽ mặt mũi Lạp Lan Kiệt ta như thế. Ha ha, Lạp Lan lão gia tử đừng giận, tiểu chất chỉ là muốn thử xem tuân thủ vị bằng hữu kia mà thôi, vẫn chưa có tại Lạp Lan gia có ý tứ quấy rối. Lời này đồ vật hư hao, đợi tiểu chất lập tức gọi người toàn bộ chỉnh sửa lại. Mặc dù Mộc Chiến bản tính là càn rỡ, có điều ở trước mặt Lạp Lan Kiệt bối phận đủ để cùng gia gia hắn so sánh, cũng không dám quá mức làm càn, lập tức xảo biện cười nói: hừ, lời này của ngươi chỉ lừa quỷ mà thôi. Hừ lạnh một tiếng, Lạp Lan Kiệt ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm Mộc Chiến trầm giọng rồi nói: Mộc Chiến, hiện tại ở đây ta cũng nói rõ cho ngươi, Nham Kiêu tiểu hữu là khách quý của Lạp Lan gia tộc, ta không hy vọng hắn có bất cứ tổn thương gì. Mộc gia ngươi mặc dù là cuồng nhân rất là nhiều, nhưng mà Lạp Lan gia ta cũng không phải là chỉ ăn hại. Lạp Lan Kiệt phi thường minh bạch tính tình của Mộc Chiến, hôm nay cùng với Tiêu Viêm động thủ thất bại, ngày sau nói không chừng sẽ kêu người trong gia tộc động thủ. Vì cam đoan an toàn cho Tiêu Viêm, cùng với nhờ đó lấy được hảo cảm của hắn đối với Lạp Lan gia tộc, cho nên Lạp Lan Kiệt trước mặt mọi người nói ra mấy lời này, làm cho rất nhiều người thần biến sắc. Nghe được Lạp Lan Kiệt không giống như là nói giỡn, Mộc Chiến sắc mặt hơi thay đổi. Hắn cũng không có nghĩ đến một vị nhị phẩm luyện dược sư, Lạp Lan Kiệt không ngờ hạ lời khẽ khắt như vậy. Ánh mắt kỳ dị nhìn Tiêu Viêm từ trên xuống dưới đứng ở phía sau Lạp Lan yên nhiên, Mộc Chiến trong lòng âm thầm buồn bực rồi nói: tiểu tử này đến tốt cùng là thân phận ra sao, xem ra sau khi trở về phải cho người điều tra một phen. Làm sao vậy, phát sinh chuyện gì? Thời khắc Mộc Chiến âm thầm đánh giá, một âm thanh giả nua ở ngoài đám đông vang lên, một đạo bóng dáng đơn bạc quỷ dị xuất hiện giữa đám đông, dường như quỷ mị xuất hiện tại bên cạnh Tiêu Viêm. Mọi người ánh mắt thoáng nhìn, nguyên lai vừa rồi lên tiếng là Thước Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Mộc Chiến. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi, các bạn thấy nó thế nào? Nếu như mà thì hãy chỉ đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Cũng như là nếu như em thấy quảng cáo thì đừng quên kích vào để ủng hộ cho mình những gói mì tôm hảo hảo thơm ngon bổ dưỡng. Và các bạn cũng đừng quên đón chờ chương trình Đấu Phá Thương Khung phần 4 tập 42
sẽ được phát sóng trực tiếp tại kênh channel NTG. Cuối cùng thì mình, NTG, xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép được hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!